Hello mọi người thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh gọn về cái cách mà chúng ta vẽ fan nha các bạn Thì đây là cách mà mình vẽ fan trên móng treo nha các bạn Thì khi mà các bạn vẽ fan trên móng treo á <laughs> Các bạn muốn dễ vẽ đầu tiên nhất các bạn nên sơn cái laptop các bạn Các bạn sơn laptop bên dưới để chi Để lỡ như mà các bạn có sai phạm hoặc bị lỗi gì đó Các bạn có thể chùi ra và dễ dàng chúng ta có thể sơn lại các bạn thì chùi phen thì nói chung nó cũng rất là đơn giản Khi các bạn sơn cái màu trắng lên thì các bạn không cần phải sơn đều cái vòng tròn đâu Các bạn chỉ cần sơn quẹt lên cái đầu móng thôi Và sau đó chủ yếu là chúng ta dùng cọ để chúng ta chùi Thì chùi này mình vẫn dùng acetone để mình chùi nha các bạn Thì chùi thì giống như là chúng ta vẽ nửa vòng tròn Tức là các bạn bắt nguồn từ cái cạnh bên đây các bạn vẽ vô Hoặc là các bạn có thể dùng cọ của chúng ta để ngay chính giữa Và bành ra và chúng ta đẩy nhẹ vào Và sau đó chúng ta lau chùi hai bên cạnh của móng thì nói chung vẽ fan thì đòi hỏi chúng ta phải có sự thực tập và sau khi chúng ta đã thực tập thành tạo rồi chúng ta hãy thực hành trên móng tay của khách nha các bạn Thì vẽ fan thì nói chung nó cũng rất là đơn giản Thì lúc đầu mọi người tập thì thường cái fan của các bạn sẽ không công mấy Nhưng mà các bạn sẽ cố các bạn cố gắng tập ngày này qua ngày nọ Thì khi mà các bạn quẻ điều tay rồi á Thì các bạn sẽ vẽ được nửa dòng tròn rất là đẹp các bạn Thì tùy theo mỗi người khách họ muốn cái vòng tròn của họ tròn à, công nhiều hơn hoặc là công ít hơn thì chúng ta tùy theo cái trường hợp mà chúng ta vẽ thôi nha các bạn thì vẽ đối với mình thì thường mình thường, thường hay để chính giữa của móng và chúng ta đẩy nhẹ vào bên trong và sau đó mình sẽ chùi về hai bên cạnh hai bên đấy thì sau khi chùi hai bên cạnh hai bên thì mình sẽ bắt nguồn từ một bên thuận uh, bên nghịch tay tức là mình cầm cây uh, cây cọ mình bên tay phải thì mình sẽ vẽ từ bên trái qua bên phải vẽ cho nửa vòng tròn các bạn thì giống như các bạn dễ nửa vòng tròn thôi để các bạn thấy bọn mình bỏ cái màu, màu trắng lên đâu đó mình chỉ bỏ lên và cố gắng đừng để bị dính hai bên cạnh của móng và điều đặc biệt nữa là chúng ta nên cố gắng quét cái đầu móng đừng cho nó thành màu trắng luôn nha các bạn đấy chúng ta sơn lên các bạn không cần phải sơn theo một cái quy trình nào cả các bạn chỉ nhớ là đừng để bị chèn hai bên móng tay của khách và nhớ là phải quét đầu móng đừng cho cái đầu móng nó có màu trắng luôn nha các bạn đó là cái điều mà chúng ta nên chú trọng khi mình có các bạn sơn phen thôi thì đối với chân thì chúng ta cũng sơn giống như vậy có nhiều bạn mình thấy là dùng cái cò vẽ để vẽ nhưng mà đó thì nó sẽ mất thời gian hơn trừ giả những cái dòng Giờ trừ giả cái fan mà cực kỳ công thì chúng ta mới vẽ bằng cái cọ vẽ thôi. Ngoài ra thì những fan bình thường thì chúng ta cứ vẽ bằng cái cọ chùi fan thôi. Cọ chùi fan thì các bạn có thể mua ở bất cứ tiệm supply nào. Và các bạn nhớ cọ chùi fan thì các bạn nên cố gắng giữ gìn cho kỹ thì khi mà các bạn dùng để chùi fan thì nó sẽ đi với các bạn rất là lâu. Vì sao? Vì cái cọ quen các bạn sẽ dụ uh, các bạn sẽ vẽ được rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà các bạn đã thành thạo thì các bạn cầm bất cứ cái cọ nào các bạn dễ dẫn được Nhưng mà đầu tiên tập thì các bạn nên cố gắng tập đúng một cái cọ của mình thôi Để cho cái quá trình chúng ta làm được dễ dàng hơn các bạn Đấy, mình thì thường hay có một miếng giấy đi kèm để chi? Để mình chùi vào miếng giấy để lỡ như những cái lúc mà aceton nó nhiều trong cọ quá Thì các bạn cứ ngắm vào trong giấy để cho nó bớt aceton đi Thì để như vậy thì cái màu của chúng ta nó đỡ bị lon hơn các bạn thì các bạn nhớ màu treo thì thường nó sẽ hay bị chảy vào hai bên nếu như mà các bạn chùi fan không nhanh được nếu mà bạn nào chùi fan không nhanh thì nên chú ý là chúng ta chỉ bỏ lên móng trắng khoảng 3 ngón thôi và chúng ta chùi ba ngón đó và sau đó chúng ta cho khách hơ và sau khi đã hơ xong thì chúng ta vẽ fan hai ngón còn lại đấy cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục nha các bạn nhớ nếu như các bạn vẽ fan chậm thì các bạn nên làm cách đó để tránh đi cái tình trạng mà cái màu nó tràn vào hai bên da đặc biệt là những móng ngắn nha các bạn móng ngắn thì nó rất là dễ tràn vào hai bên da nên các bạn cố gắng chú ý là nếu các bạn không vẽ phen nhanh được thì nên sơn một ngón hai ngón và sau đó các bạn vẽ hai ngón đó các bạn cho họ hơi cái bàn tay đó và sau đó các bạn làm cái bàn tay bên kia cứ như vậy mà chúng ta chuyển qua chuyển lại thì cái mà fan của chúng ta nó sẽ không có bị lon và không có bị chảy trên cái ngón tay của khách nha các bạn để các bạn thấy không mình để nhẹ và chúng ta chùi vài hai bên cạnh của móng. Và sau đó chúng ta vẽ ngược lại một vòng nữa thì như vậy thì nó sẽ sạch hơn các bạn. Các bạn nhớ khi chúng ta chùi thì nên chú ý nha. Đừng để cho màu nó dính lên phần bên trên. Ok thì video này mình sẽ kết thúc tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.